vì ly rượu mà tiết lộ bí mật. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong mấy ngày hôm nay thì có một điểm xung đột mới đã manh nha. Đó là căng thẳng giữa Iran và Israel. Nhưng nó không đơn thuần chỉ là câu chuyện xung đột giữa hai quốc gia, mà nó là một bàn cờ phức tạp đan xen lợi ích giữa các cường quốc với nhau, trong đó có Mỹ và Nga. Mặt khác, dạo gần đây thì truyền thông phương Tây đã ồ ạt công bố những thông tin bất lợi cho chính quyền Kiev. Điều này đang tác động tiêu cực tới sự ủng hộ của thế giới dành cho Ukraine. Và không để quý vị chờ đợi lâu, Hoàng Hải xin mời quý vị đến với nội dung chi tiết ngay sau đây. Israel sẵn sàng tấn công cơ sở hạt nhân Iran. Tribune Express vào ngày 28 tháng 12 đưa tin rằng Tư lệnh quân đội Israel đã chuẩn bị sẵn sàng để có thể tấn công các địa điểm hạt nhân của Iran. Iran vốn ủng hộ chế độ Assad cầm quyền ở Syria. Syria lại có tiếp giáp biên giới với Israel. Khi Israel và Iran mâu thuẫn, thì việc Iran hiện diện ở Syria đương nhiên sẽ trở thành mối đe dọa đối với Israel. Cho nên không có gì lạ khi Israel thường xuyên cáo buộc Tehran lợi dụng cuộc xung đột đang diễn ra ở Syria để thiết lập sự hiện diện quân sự lâu dài ở gần biên giới của mình. Thi thoảng thì Israel cũng tiến hành các cuộc không kích vào các vị trí của chế độ Syria và lực lượng Iran ở các tỉnh khác nhau của Syria. Thông thường, Israel không bình luận về các cuộc tấn công như vậy. Nhưng các nhà lãnh đạo của nước này thường đưa ra những tuyên bố xác nhận rằng họ đang làm việc để giảm bớt sự hiện diện của Iran ở Syria. Và để đáp lại, truyền hình Iran đã công bố một video phóng sự về cách mà Iran có thể đáp trả trước cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân của mình. Israel sẽ phải lãnh hậu quả từ hành vi của mình. Dimona sẽ bị phá hủy, Tel Aviv cũng sẽ bị san bằng. Như vậy thì có thể thấy rằng mối quan hệ căng thẳng giữa Israel và Iran với những tuyên bố gay gắt đang khiến đây sẽ trở thành một điểm xung đột mới ở Tây Á. Đứng về toàn cảnh mà nói, những vấn đề này thực chất đang mô tả một trò chơi phức tạp và rất thú vị diễn ra giữa Mỹ, Israel, Nga, Iran và Ukraine. Trong khi Ukraine là người ngoài cuộc và là chất xúc tác cho diễn biến này, thì bốn quốc gia còn lại thực sự đang gặp khó khăn. Đầu tiên đó là mối quan hệ giữa Mỹ và Iran. Nói một chút về Iran, ở phía Tây Bắc thì nó giáp với Armenia, Azerbaijan, phía Bắc giáp biển Caspi, phía Đông Bắc giáp Turkmenistan, phía Đông giáp Afghanistan và Pakistan, phía Nam giáp Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman. Còn ở phía Tây, nó giáp Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq. Iran hiện tại có dân số là 86,5 triệu người, là quốc gia đông dân thứ 18 trên thế giới. Lãnh thổ Iran rộng thứ nhì tại Trung Đông và đứng thứ 18 thế giới. Iran có vị thế địa chính trị quan trọng do nằm tại vùng trung tâm của đại lục Á-Âu và nó gần với eo biển Hormuz. Chính vì thế mà các cường quốc đều muốn thể hiện tầm ảnh hưởng của mình ở đây. Mỹ đương nhiên không phải là trường hợp ngoại lệ. Hơn thế nữa, Iran có trữ lượng dầu mỏ lớn thứ tư trên thế giới, chỉ sau Mỹ, Ả Rập Saudi và Nga. Trong lúc Mỹ đang gây chiến với Nga thì họ cần có Iran đứng ở phía mình để bảo đảm điều phối giá dầu thế giới. Tuy nhiên, Iran đang chơi một trò chơi cân não với người Mỹ để thực hiện mong muốn tiềm ẩn của họ, đó là thỏa thuận hạt nhân JCPOA và việc xóa bỏ lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ra khỏi danh sách khủng bố. Đương nhiên, điều này sẽ gây bất lợi cho Israel. Đối với Israel mà nói thì an ninh quốc gia của họ là điều tối quan trọng, cho nên mọi động thái mà Hoa Kỳ dưới thời của ông Biden áp dụng đều đi ngược lại với lợi ích của Israel. Ví dụ, vụ sát hại thủ lĩnh của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã khiến cho chế độ Hồi giáo rất tức giận và phản ứng còn dữ dội hơn sau khi Mỹ đã dò dỉ thông tin nói rằng chính Israel đã sát hại vị tướng lãnh đạo quân đội Iran. Iran đã kêu gọi trả thù các lực lượng Semitic. Các quan chức Israel đã rất tức giận trước chính sách bên miệng hố chiến tranh của Mỹ. Và điều này khiến cho mối quan hệ đồng minh của Israel và Mỹ bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Israel đã cảm thấy rằng chính quyền ông Biden thực sự không thể tin tưởng được trong việc giải quyết sự khác biệt giữa các quốc gia. Cho nên, họ đã chạy tới Nga. Mấu chốt của cuộc gặp giữa các lãnh đạo cấp cao Israel trong chuyến đi tới Moscow vào hồi tháng 3 năm nay, trên danh nghĩa là để thảo luận về chiến tranh ở Ukraine, nhưng thực tế là về thỏa thuận hạt nhân Iran. Mà thỏa thuận hạt nhân Iran ký vào hồi tháng 7 năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1 gồm có 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga cùng với Đức. Theo đó, Tehran hạn chế hoạt động hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Trên thực tế thì sự hồi sinh của thỏa thuận hạt nhân Iran gần như đã hoàn tất. Nó đơn giản chỉ cần thêm một thông báo chính thức nữa thôi. Nhưng chuyến thăm của ông Bennett tới Moscow đã làm thay đổi toàn bộ phương trình. Và các tác động là ngay lập tức. Nga đã cản trở thỏa thuận hạt nhân Iran và điều này được Politico đưa tin.
chúng ta cần phải giải mã được nước cờ khôn ngoan này của người Nga. Moscow đã liên kết nỗ lực nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran vào năm 2015 với các biện pháp trừng phạt quốc tế đang nhắm vào Điện Kremlin vì đã tấn công Ukraine. Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết rằng, người Nga muốn rằng các biện pháp trừng phạt được áp dụng đối với Moscow vì cuộc chiến Ukraine sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ thương mại của họ với chế độ Iran. Nói một cách dễ hiểu là Moscow sẽ chỉ bật đèn xanh cho thỏa thuận hạt nhân nếu như các lệnh trừng phạt áp đặt lên họ được dỡ bỏ. Nó dường như cũng đã truyền tải được điều mà cựu thủ tướng Israel Naftali Bennett mong muốn. Lưu ý rằng, Israel là nước kiên quyết phản đối sự hồi sinh của thỏa thuận hạt nhân Iran. Cho nên, họ cảm thấy khó chịu và bị đe dọa khi mà chính quyền ông Biden muốn khôi phục nó. Về cơ bản thì người Nga đã phủ quyết việc hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran trong tương lai gần. Và điều này khiến Israel cảm thấy tương đối hạnh phúc. Đổi lại, người Israel cần phải chứng minh cho Nga thấy rằng lập trường của Nga được quốc gia Do Thái này đánh giá và ủng hộ như thế nào. Từ đó, họ sẽ gây sức ép lên Mỹ và phương Tây để nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Nga. Đương nhiên là Joe Biden sẽ không dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt với nền kinh tế Nga, ít nhất là trong tương lai gần. Nhưng mà Nga đã quyết định hủy bỏ tất cả những gì đạt được trên bàn đàm phán với Iran. Mặc dù vậy, Nga và Iran vẫn có một mối quan hệ khá tốt đẹp với nhau và thậm chí có thể nói là một liên minh chặt chẽ. Trong khi theo cách hiểu thông thường thì động thái của Nga nhằm phá hỏng sự hồi sinh của JCPOA sẽ làm cho Iran không thấy hài lòng. Trên thực tế thì Iran sẽ vẫn sản xuất vũ khí hạt nhân bất chấp việc họ có được ký thỏa thuận JCPOA hay không. Cuối cùng, họ sẽ có thể sản xuất được những quả bom bẩn. Nga biết điều này và Israel cũng như vậy. Trong khi đó, Israel đã cho thế giới biết rằng họ sẵn sàng làm mọi cách để tiêu diệt tham vọng hạt nhân của Tehran. Họ đã và đang thực hiện các bước liên tục để làm hỏng chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo này. Thay vì trông chờ vào Mỹ thì giờ Tel Aviv có vẻ quan tâm đến việc xây dựng mối quan hệ đối tác với Nga, vì họ cho rằng Moscow có thể ngăn cản Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Và chính hành động này đã khiến Nga rơi vào thế khó. Mặc dù vậy, rõ ràng là Israel đã xa lánh chính quyền ông Biden và đang theo đuổi một mối quan hệ độc lập với Nga. Đó là lý do mà Israel đang đứng ngoài cuộc chiến ở Ukraine, khi họ kiên quyết không nghe theo Mỹ để tài trợ vũ khí và các hệ thống phòng không vòm sắt cho Kiev. Chúng ta có thể thấy rằng đây là một bàn cờ địa chính trị rất phức tạp. Và chúng tôi đã đưa tới quý vị toàn bộ bối cảnh để từ đây chúng ta tiện theo dõi tiến trình và động thái của các bên, vì nó rất dễ trở thành một điểm nóng tiếp theo. Và bây giờ, chúng ta sẽ trở lại với cuộc chiến ở Ukraine. Đại tá Hoa Kỳ cáo buộc tội ác chiến tranh của quân đội Ukraine. Vào ngày 27 tháng 12, Max Bumetal là người sáng lập trang web The Gray Zone đã đăng tải một đoạn clip trên Twitter về việc Đại tá Hoa Kỳ, người huấn luyện lực lượng vũ trang Ukraine Andrew Milburn, phát biểu trên podcast The Team House. Bối cảnh của cuộc phỏng vấn này là họ đang nhâm nhi một chút rượu để phỏng vấn. Và trong khi quá cao hứng, Đại tá Mỹ Andrew Milburn đã vô tình tiết lộ rằng Ukraine là một xã hội tham nhũng, khốn nạn, được điều hành bởi những kẻ khốn nạn. Lính Ukraine giết những kẻ đầu hàng, thực hiện những hành động tàn bạo. Bản thân ông Andrew Milburn là một đại tá thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã về hưu. Và ông cũng đã dành nhiều tháng ở Ukraine để giúp huấn luyện các lực lượng của Tổng thống Ukraine Zelensky. Ông ấy nói rằng trong khi hầu hết các binh sĩ Ukraine đều chuyên nghiệp, thì ông vẫn thấy một số người thực hiện các hành vi tàn bạo. Ông ấy nói rằng, tôi quan tâm rất sâu sắc đến người dân của họ. Tôi quan tâm sâu sắc đến những người lính Ukraine, nhưng tôi không phải là một fan hâm mộ lớn của Ukraine. Bởi vì đất nước này được điều hành bởi những kẻ tham nhũng và tàn bạo. Hiện nay, một số hãng truyền thông phương Tây đã chỉ trích nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky. Tờ báo Young West của Đức đã viết rằng, Tổng thống Ukraine đã trở thành một nhân vật đẫm máu khác được Washington tài trợ để đảm bảo các kế hoạch khủng bố. Tờ báo viết, Zelensky chỉ đơn giản là tiếp tục những gì mà người theo chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa phát xít đã làm ở Kiev kể từ năm 2014. Đó là nã pháo và bắn tỉa vào các khu dân cư ở miền đông Ukraine. Zelensky gọi một cách miệt thị các công dân của mình là những loại người nói tiếng Nga. Zelensky chỉ là một nhân vật đẫm máu mà tập thể phương Tây đã nuôi dưỡng ở các thuộc địa của mình trong nhiều thập kỷ để gieo rắc khủng bố và bất hòa. Trước đó thì tạp chí National Review của Mỹ cũng đã lưu ý rằng cả Ukraine và Zelensky đều không hoàn hảo. Họ chỉ trích chuyến thăm của nhà lãnh đạo Ukraine tới Washington. Còn Fox News cũng đã so sánh Zelensky với một người quản lý câu lạc bộ thoát y đến Nhà Trắng để bắt đầu đòi tiền. Theo các chuyên gia thì những thông điệp như vậy là dấu hiệu cho thấy sự ủng hộ vô điều kiện của phương Tây dành cho chế độ Kiev đang ngày càng nguội lạnh hơn. Theo Young West, chính nhà lãnh đạo Ukraine đã tuân theo ý muốn của Washington, tạo ra một hoàn cảnh để bắt đầu cuộc đối đầu với Nga. Zelensky đã phá hoại các thỏa thuận Minsk, đe dọa sử dụng bom hạt nhân vào tháng 2
và đổi lại là nhận được 40 tỷ đô la viện trợ quân sự của phương Tây chỉ riêng trong năm nay. Đó là chưa kể đến các khoản tiền hàng tỷ đô la khác, ấn phẩm này đưa tin. Trước đó thì tờ Frankfurter Rundschau của Đức cũng đã viết rằng Zelensky đang tạo ra những hình thức ngoại giao vì lợi nhuận. Ấn phẩm này lưu ý rằng nếu Ukraine đề xuất tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình quốc tế, thì đối với Kiev, nó chủ yếu là vì lợi ích ngoại giao và chính trị hơn là đàm phán nghiêm túc với Nga. Theo tờ báo thì chuyến thăm của ông Zelensky tới Washington là để cho người dân Ukraine và các đồng minh của mình thấy rằng chính phủ của ông không ngừng ủng hộ và cố gắng chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu này. Vào tháng 12, tính đúng đắn trong các hành động của nhà lãnh đạo Ukraine đã bị giới truyền thông Mỹ đặt câu hỏi. Do đó, National Review đưa tin rằng cả Ukraine và Zelensky đều không hoàn hảo. Họ chỉ trích chuyến thăm được lên kế hoạch sau đó của nhà lãnh đạo Ukraine tới Washington. Như tạp chí này đã từng lưu ý, vì chuyến đi này đến Hoa Kỳ, cuộc tranh cãi đang diễn ra trong lòng nước Mỹ sẽ càng trở nên trầm trọng hơn. Và điều này sẽ dẫn đến việc Washington càng ngày càng giảm hỗ trợ cho Kiev. Theo ấn phẩm thì chuyến thăm của nhà lãnh đạo Ukraine tới Washington là một bước đi sai lầm. Sẽ có lợi hơn cho Zelensky và Ukraine nếu như ông ấy ở lại đất nước của mình, nơi mà mình đang lãnh đạo và tiếp tục lừa dối sự kỳ vọng của mọi người, tạp chí cho biết. Sau chuyến đi của nhà lãnh đạo Ukraine tới Washington, người dẫn chương trình Tucker Carlson của Fox News đã chế nhạo như sau. Theo những gì mà chúng tôi biết thì chưa có ai mặc áo nỉ để phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ. Nhưng ông ấy được yêu mến hơn những người đang xem chương trình này rất nhiều. Tổng thống Ukraine đến Nhà Trắng ăn mặc như một người quản lý câu lạc bộ thoát y và bắt đầu đòi tiền. Nhà báo của Fox News cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước phản ứng của giới chính trị Mỹ trước chuyến thăm của Zelensky và sự xuất hiện của ông. Thật đáng ngạc nhiên, không ai ném anh ta ra khỏi đó. Ngược lại, họ chiều chuộng mọi ý thích của anh ấy. Trước đó vào tháng 11 thì người dẫn chương trình Candace Owens trên Fox News đã gọi Zelensky là nữ hoàng của những lợi ích nhận được từ Mỹ. Theo bà thì Hoa Kỳ đã phân bổ 50 tỷ đô la để hỗ trợ Ukraine, nhưng điều này vẫn là không đủ đối với Zelensky. Vào tháng 10 thì một nhà báo của tạp chí Newsweek của Mỹ là Josh Hammer cũng nói rằng ông phát ốm với nhà lãnh đạo Ukraine. Trong bài báo của mình thì tác giả viết rằng quan điểm của Hoa Kỳ về cuộc xung đột ở Ukraine là chủ nghĩa tối đa Ukraine. Theo đó, Zelensky được cho là cao quý. Ở phương Tây thì Tổng thống Ukraine đã bị chỉ trích không chỉ bởi các phương tiện truyền thông nói trên. Đặc biệt chúng ta cần phải nói tới các tờ báo của Đức là Die Welt, trang web Mỹ Grey Zone và The New York Times cùng với Sky News của Australia. Vào cuối tháng 7 thì The Grey Zone đã đăng tải một bài báo có tựa đề là "Đây là cẩm thú, không phải con người". Zelensky đã trả tự do cho những kẻ hiếp dâm trẻ em bị kết án, những kẻ tra tấn để củng cố quân đội đang cạn kiệt của mình. Vào đầu tháng 8 thì New York Times cho biết rằng đã đầu tư rất nhiều vào Ukraine. Hoa Kỳ không muốn tháo bỏ vỏ bọc của Kiev vì sợ nhìn thấy tham nhũng và âm mưu. Cùng với đó thì người dẫn chương trình Sky News Australia, Corey Benady, đã đặt ra câu hỏi liệu hình ảnh Zelensky như một anh hùng được truyền thông phương Tây nhào nặn có tương ứng với thực tế hay không. Đặc biệt, nhà báo này tuyên bố rằng các phương tiện truyền thông phương Tây không thông báo cho khán giả của họ về tất cả những gì kinh hoàng xảy ra dưới thời của Zelensky đối với người dân gốc Nga ở Ukraine. Trên thực tế thì nhà lãnh đạo người Ukraine hoàn toàn khác với những gì mà truyền thông tô vẽ. Nhà báo Corey Benady đã nhắc lại rằng Zelensky lên nắm quyền trên cơ sở những lời hứa hòa bình và khẩu hiệu phản chiến. Tuy nhiên thực tế đã gây sốc, ông ấy nhượng bộ những người thiểu số theo chủ nghĩa dân tộc, đàn áp cộng đồng nói tiếng Nga khổng lồ ở Ukraine, cưỡng bức người gốc Nga phải bị Ukraine hóa và đánh mất bản sắc của mình. Tất cả những sự thật này, báo chí phương Tây đã phớt lờ trong im lặng. Sau đó, David đã xuất bản một tài liệu về các giao dịch bí mật của Tổng thống Ukraine, mà theo ấn phẩm này là có liên quan đến các bất động sản ở Anh, các tài khoản ở Ship và quần đảo Virgin. Tất cả những điều này cho chúng ta thấy rằng, phương Tây cũng chia rẽ trong cách nhìn nhận và đánh giá về cuộc chiến ở Ukraine. Họ không hoàn toàn ủng hộ chính quyền ông Zelensky. Và khi làn sóng này lan rộng, chắc chắn sự thật về cuộc chiến vô nghĩa này sẽ được sáng tỏ. Cho nên, nếu như chúng ta bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine thì chúng ta cần phải ủng hộ người dân nước này, chứ không phải là ủng hộ chính phủ của nó. Và nếu như ủng hộ người dân thì chúng ta sẽ thấy rằng việc nhà cầm quyền đi ngược lại lợi ích của người dân là một hành động cần bị phản đối. Phải không quý vị? Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.